Chào mừng các bạn đến với thể thao giải trí 247. Mời các bạn xem video tổng hợp kết quả vòng 6 giải hạng nhất quốc gia 2020, bảng xếp hạng và lịch thi đấu vòng 7. Kết quả vòng 6 diễn ra hấp dẫn. Khánh Hòa tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Tây Ninh. Bà Rịa Vũng Tàu có chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Bình Định 1-0. Bình Phước thắng Long An 1-0. Đồng Tháp thất bại trên sân nhà trước Huế 2-3. Phú Hiến thắng An Giang 2-1. Và Cần Thơ hòa Đắk Lắk 1-1. Sau đây là bảng xếp hạng giải hạng nhất quốc gia 2020 sau vòng đấu thứ 6. Khánh Hòa tiếp tục củng cố vững chắc vị trí đầu bảng. Bà Rịa Vũng Tàu cũng bám đuổi theo Khánh Hòa ở vị trí thứ 2 sau khi chiến thắng trước đối thủ trực tiếp của suất lên hạng là Bình Định với tỷ số 1-0, đẩy Bình Định xuống vị trí thứ 4. Cùng cạnh tranh suất lên hạng là Phú Hiến xếp ở vị trí thứ 3. Sổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục gây thất vọng với vị trí cuối bảng xếp hạng. Đồng Tháp cũng đứng áp chốt sau khi để thua trên sân nhà trước Huế 2-3. Sau đây là lịch thi đấu vòng 7 giải hạng nhất quốc gia 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ngày 11 tháng 7, Bình Phước gặp Bà Rịa Vũng Tàu và Long An gặp Đồng Tháp. 12 tháng 7, Đắk Lắk gặp Phú Hiến. Ngày 13 tháng 7 diễn ra 3 trận đấu: An Giang gặp Khánh Hòa, Tây Ninh gặp Sổ số kiến thiết Cần Thơ và Bình Định gặp Thừa Thiên Huế.